Rồi. Xin chào các anh em. Thì hôm nay thì em lên cái video tiếp theo cũng giới thiệu về các đồ nghề, các dụng cụ của hàng bãi Nhật, Đức, Mỹ đó. Thì có lẽ không đi cũng vào vấn đề luôn ha. Đi từng chi tiết của các món đi cho anh em mình dễ nhìn hơn nha. Thì như hôm trước em cũng đã đề cập tới vấn đề mà gửi hàng, ship hàng á. Thì cái này thì em sẽ hỗ trợ anh em theo kiểu là gặp anh em mua hàng, ví dụ như hai món có kích thước nhỏ ấy, ví dụ như hai món này ấy, thì em sẽ miễn phí ship cho mình luôn. Hoặc là mua một món á thì các anh này chuyển khoản trước mà cộng thêm 10.000 nữa thì em cũng miễn phí ship luôn đấy. Còn những cái trường hợp mà những cái món lớn hơn á thì anh em hỗ trợ ship giúp em nha. Bên em thì có nhận ship code luôn, ship code là ship là nhận hàng và thu tiền luôn ấy, thì cho anh em dễ dàng thôi nha. Thì em đi vào từng món luôn đi. Em đầu tiên em đi vào cái mã đầu tiên là em dùng là cái cần lắc top 3/8 đi. Như thế này là cái cần lắc top 3/8, có cái đầu là lắc léo luôn nha. Này là có kéo tăng độ dài được luôn. Đây là cái đầu nói với khẩu 3/8 này, đảo chiều nha. Này là này đây còn là nguyên cái nước xi luôn nè, không có bị bong chóc gì hết. Thì cái này nó cũng hơi bị mấp méo tí xíu thôi. Cái này pha dấu theo thời gian mà. Đây. Trên đầu này là còn rất là mới nè. Cái cây này thì em đang gửi với giá là 350.000. Đây. Là chiều dài của cái này thì khi mà không kéo dài á thì tầm 13,5 cm. Trường hợp kéo dài ra thì tổng chiều dài là 19 cm nha. Của top luôn. Hàng thì nó sáng bóng, không vấn đề gì hết. Rồi, cái này em đang để với giá là 350.000 nè. Này, các anh cứ kết bạn qua Zalo cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn ha, từng góc cạnh của nó cho mình dễ quan sát hơn nha. Rồi, em qua món tiếp theo luôn nha. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cây quýt ba ke của Snap-on đi. Nha. Rồi. Hàng USA. Khó thấy bóng đèn khó thấy nha. Snap on nha. Đây là đầu ba ke BH2 á. Này thì chiều dài tổng chiều dài là khoảng 21 cm đấy. Chiều dài của đầu vít thì tầm khoảng 9-10 cm. Cái này thì em đang để với giá là 200.000. Là hàng này còn là nguyên vẹn, không có vấn đề gì hết, không có móp mẻ gì hết nha. Cái này là còn nguyên nước xi luôn nè, đầu vít này còn nguyên nước xi là sáng bóng luôn. Này là có 500 luôn. Anh em dễ dàng vặn vít rồi ha. Này, đầu vít đây. Rồi, tiếp theo theo cái kìm điện đi. Thì cũng xin nhắc lại với anh em là cái về vấn đề mà gửi hàng, ship hàng ấy, thì trường hợp anh em mua hai món nhỏ thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho mình luôn. Trường hợp mà một món á thì các anh nếu mà chuyển khoản trước ấy, thì cộng thêm 10.000 thì em cũng miễn phí ship cho mình luôn. Yeah.
cái đó thì em cũng hỗ trợ theo ship thôi chứ không phải là tính tiền ship gì hết. Ship là bên vận chuyển rồi họ tính với mình thôi. Ở đây là cái kèm mà kèm điện của Mary, chiều dài là 19 cm. Yeah. Đây kèm hả? Đây còn cái kèm mình còn rất là mới, sắc. Yeah. Góc cạnh rồi còn y nguyên hết, không có vấn đề gì hết. Mary 1050. Đấy. Đấy. Găng cỏ đầu miệng mồm mà còn nguyên hết, không có vấn đề gì cả. Đấy. Hàng Japan. Đấy. Bao tay là còn nguyên luôn, coi như là giống gần như gần mới á, không có vấn đề gì ha. Cái này anh em cứ gửi lời mời kết bạn qua Zalo ấy, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết từng góc cạnh cho nó, cho mình dễ quan sát hơn. Ok thì được thì mình trao đổi nha. Cái này thì em đang để với giá là 200.000 nha. 200.000 thì anh em nào thích thì cứ gửi lời mời các bạn, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn nha. Tiếp theo anh giới thiệu cây một cặp kẹp hàng á, có hai size, một cái lớn và một cái bé. À. Thì do đầu này là đầu đồng này, đấy, tiếp xúc tốt, dẫn điện tốt ha. Đấy, cái bé thì chiều dài thì tầm khoảng 21 cm, đấy là từ đầu cho tới hết phần cán luôn, phần nối dây. Đây là phần miệng nè, còn này cái to hơn, chiều dài thì 25 đến 26, đấy tổng chiều dài. Miệng mồm thì vẫn còn nguyên, không gắn hết. Lò xo kẹp rất là tốt nha, rất là cứng, rất là chắc. Anh em kẹp vô xong cái là cầm cái này ha, vững tay ha, không có vấn đề gì ha. Này cũng vậy, cái bé cũng hơi cũng gì. Đây. Này, cặp này thì em đang để với giá là 650.000 nha. 650.000 này cho cả hai cái nha, cái lớn với một cái bé. Cái này nha, cái lớn thì chiều dài là 25 cm, cái nhỏ thì chiều dài là 21 cm. Cái này thì hàng còn rất là mới, rất là mới, giờ cũng không có vấn đề về vấn đề là mẻ hay là bể vấn đề gì hết. Nó chỉ nói chung là hơi chày xe hơi xíu thôi, tại vì cái này cũng như vậy hả. Cái này anh em về dùng rất là ok, không vấn đề gì hết. Anh em cứ dùng vô tư nha. Đây, em đang để với giá là 650.000 nha. Rồi em sẽ làm món tiếp theo luôn. Cái món tiếp theo thì em giới thiệu là cái kìm mở ve của Super này. Này hàng Japan. Nhìn thấy là biết là chắc cỡ nào ấy. Đây. Đây hơi khó lên nét à. Lên nét à. Đấy, ok. Này, cái này thì chiều dài là 18 đến 19 cm à, tổng chiều dài. Đầu mũi này. Mũi này em cũng không có chuyên về cái này, em không biết đo như thế nào đây. Anh em xem video đỡ nha. Cái này chắc phải gửi thêm hình ảnh chi tiết ra cho anh em dễ nhìn hơn rồi. Hàng này thì chất lượng này. Đấy. Japan đấy ha. Cái này em đang đều với giá là 200.000 nha. Thì 200.000 nếu bây giờ anh em lấy một cái cây này thôi á, thì cứ nếu mà chuyển khoản trước á, thì cứ cộng thêm 10.000 là 201, thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Hoặc là anh em mới kết hợp một cái món này với một cái
do mối nhỏ khác á, thì em cũng hỗ trợ tiền ship cho mình luôn nha. Tiếp theo thì em giới thiệu là cái cây kiềm điện Fujiza đi, mã 3000, mã là mã của Fujiza luôn. Logo in, logo nhập chìm luôn nè. Đây là hàng Japan nha. Cái kiềm điện này nó sẽ tích hợp luôn một cái đầu ống cót cho mình luôn. Rồi về dùng cả hai chức năng luôn. Kiềm là kiềm hở, miệng răng rồi thì còn nguyên vẹn, không có vấn đề gì hết. Còn lưỡi cắt thì rất là sắc, còn nguyên luôn. Rồi bao tay cũng vậy. Cái kiềm này thì độ dài của nó là 22 đến 23 cm. Về cái này là dùng nó ok nè. Bao tay còn nguyên vẹn luôn, không có vấn đề nha, cắt điện được luôn. Rồi. Đấy, cái này thì em đang để với giá là 300.000. Đấy. Có là sử dụng được kiềm điện này, có bấm code được luôn nè. Rồi. Cái này anh em nào mà thích thì quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là số điện thoại em đấy, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình dễ quan sát hơn nha. Rồi, giờ tiếp theo em giới thiệu một cái món khác tí. Đây là công cụ hỗ trợ vá lụi á. Hay là này em đang để với giá là 200.000. Chiều dài của nguyên cây này thì là 14 đến 15 cm. Mũi thì là 9 cm. Này còn nguyên này, không có vấn đề, không có bị móp méo gì hết. Đây. Anh em xem chữ luôn, thấy chữ luôn ha. Rồi, này là kháng bằng kim loại, bằng nhôm này, rất là chắc tay nè, anh em dùng bền luôn. Này, đầu này là bằng thép luôn. Anh em đang để với giá là 200.000 này. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em nha. Rồi, tiếp theo thì lần tiếp theo cái món là mỏ lết nghe. Mỏ lết ngang của top 280 này, 28 cm, này tấm chì dài á, này 28 cm. Miệng thì mấy cái mỏ lết ngang á thường á là hàng này nó dễ, cái miệng nó dễ bị móp méo lắm, còn cái này thì rất là còn nguyên luôn nè ha. Mỏ lết ngang mà hiếm khi nào mà gặp được một cây mà nó còn nguyên cái miệng như thế này đâu. Miệng là còn y nguyên hết. Này để mở đo cho anh em cái này là đầu tối đa luôn là bao nhiêu nha. 72. Nước xi là vẫn còn y nguyên này, không có bông chóc đề gì hết, mọi vị trí luôn. Hàng này hàng của top thì chất lượng rồi ha. Đây là Japan luôn, đây là mã MWK 280. Hàng không còn nguyên thôi, giờ chỉ có hình nó hơi cũ tí xíu, tại nó cũ theo thời gian này. Miệng mồm nào ok, không vấn đề gì cả. Anh em mà lấy cái này thì em đang để với giá là 300.000 nha. Hàm mở thì gì hơn 7 cm, anh em về dùng là thoải mái luôn nha. Rồi, ok. Tiếp theo thì em giới thiệu thêm một cặp
Bullet của Mitsubishi. Hai cây, cây này 200ml này, cây này 250ml này. 200ml là 20. 20. Rồi. Đây là 25. Đó. Hàng Mitsubishi này. Thép này, chắc thép này, màu này. Đó. Anh em xem hình thôi nha. Đây cũng đủ phê rồi, không có cần nói nhiều nữa. Miệng của cây to 25 thì mở được là 30 ly. Đấy, 3 cm luôn. Rồi của cây nhỏ hơn 25 thì gì vậy? 23 24 gì đấy. Dạ. Cái này thì nước thép thì vẫn còn y nguyên hết, không có vấn đề nữa, nó hơi bị rỗ một tí xíu thôi. Nhưng mà thời gian qua, thời gian sử dụng thì nó phải có cái gì đó nó hao mòn tí xíu, người ta cũng phải vậy mà. Hàng này của Mitsubishi nha, hàng là ít khi gặp mà. Mitsubishi có logo luôn. Dạ. Miệng còn nguyên, không có bị mớp méo gì hết. À. Không bị mớp méo gì hết nha. Còn y nguyên luôn. Miệng hai cái cũng vậy. À. À. Rồi. Này thì miệng này là nó hàng rất là chuẩn. Không có vấn đề gì hết. Này cũng vậy. À. Thầy... cặp này thì em đang để với giá là 450.000 nha. Anh em nào mà thấy thích thì cứ gửi lời mời kết bạn qua Zalo ấy, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết từng cây, cái góc cạnh của nó gì đó để cho mình dễ quan sát hơn, để xem hơn nha. Rồi, ok, này là em để với giá hai cây này là 450.000 nha. Rồi em nha, qua món tiếp theo nha. Món tiếp theo là cái mở lọc dầu hả? Cờ lê đai. Cờ lê đai á. Cái này anh em là mở rồi vô tư hả? Cái này thì cái cán cán nhôm dài 30. Dây này thì dài là 46. 46 chiều dài 4 này, hơi góc hơi hẹp nè. Nên hơi khó nhìn tí. 46. Cái phi dây này thì ra thì mấy cái phi của máy này thì tầm khoảng 14 cm, 15 cm mở được. Đây. Hàng này hàng Super Japan. Không, cái này là còn nguyên cái nước sơn luôn. Của nguyên bản của nó luôn. À, này là chất liệu của, bằng nhôm này, aluminum này. Thì có một số vết, một số dấu này là của theo thời gian thôi, người ta dùng rồi thì nó hơi bị chảy xước mất miếu chút xíu thôi, mà bây giờ cái này dùng vẫn ok, không vấn đề hết, dây đai vẫn còn nguyên này. Đó. Cái này em đang để với giá là 300.000 nha anh. Cái này anh nào có nhu cầu thì cứ gửi lời mời kết bạn qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn. Em cũng xin nhắc lại là cái này á, những cái món nhỏ như thế này á, thì nếu mà mình mua một món á thì cứ nếu mà chuyển khoản trước cho em á cộng thêm 10.000 là em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Thì trường hợp ví dụ như cái này là 300.000 đi, thì sẽ chuyển khoản trước cho em là 300.000 cộng thêm 10.000 là 3.1, thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình nha. Hoặc là những hai cái món nhỏ chung khi mua chung á thì em cũng hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Rồi. Và món tiếp theo là cây lắc nha.
lắc này là đầu lắc đây là đầu khẩu 3/8 nha. Có đảo chiều lùi luôn. Ngon, nước xi này còn rất là mới này, không có vấn đề gì hết. À, cán cầm còn rất là bám tay nha, bấm chắc luôn. Chiều dài 18 đến 19 cm, chiều dài, tổng chiều dài. Này là cái tên nó này. Đây là đảo chiều. Đấy. Còn ở đầu mà khóa đầu kẹp với khẩu 3/8 ra còn nguyên. Không có vấn đề gì hết, không móp méo ra. Không có đây lên nét thì khó nha. Đó. Rồi anh em nghe tiếng đấy. Rồi cái này em đang để với giá là 250.000. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại đấy. Em sẽ gửi luôn cái hình ảnh chi tiết từng góc cạnh cho nó của nó để cho mình dễ nhìn hơn nha. Thì nước xi thì còn nguyên sáng bóng ha, 250.000 nha. Rồi em qua món tiếp theo luôn. Giới thiệu cái mỏ lết răng Elora đây. Hàng này hàng của Đức này thì dành cho mấy anh em sưu tầm này. Hàng này còn khá là mới ha, không có vấn đề hết ha. Này tổng chiều dài, tổng chiều dài không mở là 21 cm, 41 cm chứ. Tổng chiều dài không mở răng thì 41 cm. Điện thoại nó quay không hết. 41 cm. Hàng mở ra thì được 6.5 cm. Hàng này hàng của Đức, anh em sưu tầm về trưng bày chơi gì đấy. Rất là mới nha, rất là đẹp, không có bị móp méo nứt gãy gì hết. Cái này thì nó cân nặng của nó tổng cái này là 1.7 kg, 1.7 kg luôn. Rồi ok nha, cái này em đang để với giá là 700.000. Anh em là thích có đam mê này cứ gửi lời mời kết bạn qua Zalo em sẽ gửi cái hình ảnh chi tiết của cái này cho mình xem nha. Cái này em đang để với giá 700.000. Ôi, cái cần lắc ton đi. Cần lắc ton 1/2. Đây. Cây này gần như là mới. Gần như chưa giống như chưa dùng luôn nha. Còn nguyên bóng láng rồi các hiểu nha. Không thấy một vết chạy nữa luôn á. Có vết chạy trên đầu thôi. Đầu này là khẩu 1/2. Có cái đầu và có nút nhấn mở khẩu luôn ha. Hàng này là hàng Japan. Hàng Japan luôn. Này là hãng đóng nổi luôn nha. Là tay cầm này, nhìn cầm rất là chắc tay. Cái này chiều dài là 24 đến 25 cm. Này là dùng là ok nè, có cái nút nhả khẩu luôn, lấy dễ dàng ha. Đảo chiều hai chiều luôn, mở là siết lại gì đấy. Đầu này là đầu 1/2,
Anh em dùng rất là dễ dùng luôn. Cái này em đang để với giá là 350.000. Anh em nào có nhu cầu thì cứ gửi lời mời kết bạn qua Zalo đi, hoặc là liên hệ với em số điện thoại đấy, thì em sẽ gửi thông tin chi tiết hơn nè, mình trao đổi cụ thể hơn nha. Rồi, em qua món tiếp theo luôn. Món tiếp theo là mỏ lết đây, iGo. Hàng khá là đẹp nha, không có vấn đề gì hết. Miệng còn rất là ok, không có vấn đề mà gơm gung gơ lắc chứ. Răng này răng trẻ, miệng mồm là còn nguyên, không có bị móp méo gì hết. Cái này thì nó bị nổ tí xíu thôi, do đi phai dấu theo thời gian đó nha, tuổi già sức yếu mà. Hàng này là made in Japan. Rồi, cái này thì chiều dài của cái này thì 24 cm, miệng mở thì khoảng 36 ly đấy. Đây là khép sát luôn, mỏ lên này nó sát luôn. Rồi, cái này em đang được với giá là 250.000 này. 250.000 giá là bây giờ dùng là ok, thoải mái. Đấy, chất lượng ha. Nước xi là còn có một số chỗ nó bị bong chóc này là do thời gian ta sử dụng thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi, tiếp theo thì món tiếp theo luôn là cái món cạo xích đi. Cạo xích của top. Cái này em đang đưa với giá là 250.000 này. Cái này cần của cái cạo này là 15 cm, thì em có đo rồi. 15 cm. Chiều dài của xích là 46 cm. Chiều dài của xích là 46 cm. Thì nó sẽ tạo ra một cái vòng để mình mở lọc dầu, mở những cái đồ mà hình tròn ấy. Đấy, vặn mở xoay được. Đấy, thì cái này thì đường kính này, đo cái này là ước lượng thôi, đo cũng không chính xác được cho lắm. Thì cái này đường kính này cũng khoảng tầm khoảng 13 cm á. Mở vô tư rồi nha. Cái này thì cái cán này đã sơn lại rồi. Đấy, cho nó nhìn mới hơn ha, ok hơn, như vậy anh em về dùng nó thoải mái. Đây này là top này, Japan nha. Trong 150 ml này. Ok nha. Cái này em đang được với giá là 250.000 này. Rồi. Cái này thì anh Nam là một cái thấy vừa dùng, thì nếu mà chuyển khoản trước cho em cộng thêm 10.000 nữa thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Ví dụ cái này là 250.000 thì chuyển khoản cho em là 260.000. Đấy, thì em hỗ trợ tiền ship cho mình luôn nha. Rồi, tiếp theo là em giới thiệu cây Cacton Bluebird đi. Là hàng của Mỹ. Rồi, hàng của Mỹ thì không nói nhiều. nó vậy thôi nha. Cái này thì chiều dài tầm khoảng 32 đến 33 cm và chiều dài lưỡi thì cũng khoảng 8 cm. Đấy. Này là hàng của Mỹ. Đây, anh em để ý thử nha, đây made in USA, mã số là 212. Này thì cái thép này là của hàng những lần Mỹ sản xuất, thì nó không có, về thẩm mỹ nó cũng không ok, nhưng mà về chất lượng á thì nó cực kỳ
này là về dùng và về sưu tầm là vẫn được, này là dùng vô tư thoải mái luôn đó. Cái này em đang để với giá là 350.000 rồi. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ em sẽ gửi thông tin chi tiết này, mình trao đổi cụ thể hơn nha. Rồi. Tiếp theo thì cái kìm mở phe top mở nha, mở này thì chiều dài như là 18 cm. Đây này, bao tay này còn nguyên này, nguyên vẹn này, không có rách rưới hoặc là nứt mẻ gì hết. Đó, cái này là cao su luôn. Không. Còn này thì không. Về đầu này thì vô bình thường, không có vấn đề gì hết. Không bị sứt mẻ, móp méo gì cả. Đó. Còn nguyên vẹn luôn. Có răng luôn. Người khó nha. Đây. Còn nguyên răng ha. Đấy. Cái này thì em cũng nhiều khi cũng không có chuyên về cái này cho lắm, cho nên là anh em cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ qua Zalo đi, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết từng cái vị trí đi cho anh em dễ nhìn hơn nha. Cái này em đang để với giá là 200.000 này em. Cái này thì em hỗ trợ tiền ship cho mình luôn nha, 200.000. Em hỗ trợ tiền ship luôn nha. Rồi, ok, món tiếp theo ha. Tiếp theo thì giới thiệu là cái đe phụ này thì chiều dài là 19 cm. Rồi. Cái mặt trên này là tầm khoảng 4.4 hết đến 4.5. Mở bảy phẩy tư, em tính bằng cm đấy. Cái này thì em đang để với giá là 250.000, thì cái này em hỗ trợ ship cho mình luôn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em nha. Mặt này là còn láng bóng này, không có vấn đề gì hết này ha. Nào này cũng vậy. 250.000 đấy. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em sẽ gửi thông tin chi tiết hơn nha. Rồi, tiếp theo thì cái eto kẹp bàn á. Cái kẹp bàn, cái này là kẹp được cái bàn dày tối đa là bao nhiêu đây? Kẹp được cái bàn dày là phải 4 feet mấy cm á. 4 feet mấy cm luôn nha. Đây là cái kẹp bàn, hàng này là hàng của Nhật, made in Japan, một đóng chìm bên trong rồi ha, không phải là cắt laser gì đâu. Rồi. Đây là miệng gì mở thì đây là mở được to đấy, nhưng mà rồi dùng mở to hơn thì nó bị yếu hơn, nhưng mà cái này để em coi thử nó mở maximum tối đa là bao nhiêu. Tối đa thì cũng khoảng 4.6-4.7 gì đấy cm á. Đấy, nhưng mà mở max luôn là thằng 5 cm luôn vẫn được, không có vấn đề gì hết. Đây, 5 cm luôn. Còn độ chiều rộng của cái kẹp thì cũng sắp xỉ là 5 feet mấy rồi. Cái miệng thì còn nguyên ha, không có vấn đề gì hết. Mấy không bị móp méo mẻ góc nào hết, nó còn y nguyên này, sắc bén ha. Hai bên hai má luôn. Hai má luôn ha. Chỗ này cũng vậy. Cái này thì cân nặng của nó là tầm khoảng 1 kg á. Này 1 kg luôn. Em đang để với giá là 350.000.
thì anh em nào có nhu cầu là thích thì cứ gửi lời mời kết bạn qua Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết từng góc cạnh, các hướng nhìn để cho mình dễ quan sát hơn. Được thì mình trao đổi thông tin. Khi đó kẹp lại ha. Ok ha. Không lọt sáng luôn. Rồi ok. Món tiếp theo thì giới thiệu cái cần lắc KTC. Đầu này cũng 1/2. Ha. Này cái nước xi này nó còn y nguyên này, không có bị bong chóc vị trí nào cả. Nha. KTC. Kyoto Tool Co ha. Này là tổng chiều dài là 25 cm. Đầu này là với khẩu 1, kích thước là 1/2 á. Đảo chiều luôn. Nước xi rồi còn nguyên này, không có vấn đề, nó chỉ chạy xước nhẹ một số vị trí thôi khi là va chạm hay đâu đấy. Nó bị bong chóc một tí xíu thôi, chứ không vấn đề gì. Còn này là dùng ok, không vấn đề gì cả. Cái này em đang được với giá là 250.000. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ gửi thông tin cho em. Đấy, hoặc là cái này thì em cũng nhắc lại là cái vấn đề là gửi hàng á. Đấy, thì cái này là nếu mà cũng có nhiều cách lắm, thì bên em áp dụng theo kiểu là ví dụ như giờ 250.000 đi, thì nếu mà chuyển khoản trước cho em mà cộng thêm 10.000 đấy, đấy thì em hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Đấy, còn học là hai mua hai món này, hai món nhỏ tầm cả này ấy, thì em cũng hỗ trợ tiền ship cho mình, hoặc là bên em vẫn có ship code là nhận hàng và thanh toán ấy, vẫn có trường hợp cũng áp dụng luôn nha. Thì anh chị em có cái muốn kết hợp theo phương thức nào vẫn được hết, không vấn đề gì cả. Rồi cuối cùng là em giới thiệu cái bộ đục gỗ. Đục gỗ này đục của Nhật nha. Lưỡi thì cái này nó có nguyên bộ là 10 cây, là từ 2 ly cho tới 3.6 ly. Đấy, 10 cây. Rồi, anh em dễ nhìn đi ha. Đấy, đủ loại luôn, đủ size. Rồi đây là một bộ này em đang để với giá là 1.1 triệu cho anh em về dùng, là cái giá dùng đồ gỗ, anh em làm đồ gỗ gì đấy. Nguyên bộ này em là nguyên bộ 10 cây, có 10 cây. Rồi cái này thì anh em cứ có nhu cầu sử dụng á, thì cứ gửi mời các bạn qua Zalo với em, thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của từng cây luôn cho anh em dễ nhìn ha, dễ quan sát ha. Coi được ok thì ưng ý thì giao lưu luôn ha. Nào, còn nguyên nha, không vấn đề gì hết. Này là về đục, là đục vô tư luôn nha. Rồi ok, thì nãy giờ qua cũng giới thiệu nhiều cái món rồi, thì để dễ hơn thì các anh đây cứ theo dõi hết, rồi xong rồi có cái nhu cầu sử dụng món nào hay là vấn đề thư tầm gì đấy thì cứ liên hệ qua Zalo, thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn. Đấy, thì em cũng nhắc lại là cái vấn đề mà ship ấy, thì em cũng hỗ trợ là ship COD, là nhận hàng và thanh toán, hoặc là
Nhà nếu mà trường hợp mà một món nhỏ mà nếu mà chuyển khoản trước cho em mà cộng thêm 10.000 nữa thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn, hoặc là mua hai món nhỏ thì em cũng hỗ trợ tiền ship nha. Rồi ok ha, xin chào tất cả các anh em, xin cảm ơn các anh em đã theo dõi, xin cảm ơn.